cánh đàn ông khoe thành tích, một người Pháp, một người Đức và một người Việt ngồi cạnh nhau trên máy bay trong một chuyến công tác xa. Ba anh hàn huyên đủ thứ chuyện rồi cũng quay về chủ đề tế nhị. Anh Pháp khoe, tối hôm qua tớ làm hai nháy, tớ vẫn còn có thể nữa. Nhưng cô ấy nói, thôi mai anh đi rồi, cần phải giữ gìn sức khỏe. Anh Đức có vẻ hùng hồn hơn, ăn thua gì, tớ đầy ba nháy cơ, vợ tớ cũng nói như thế, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Anh người Việt nhìn mệt mỏi không nói gì. Hai anh kia quay sang anh Việt hỏi, thế tối qua chú em được mấy nháy? Anh Việt ậm ừ trả lời, một nháy. Cả anh Pháp và Đức cười đắc chí rồi hỏi, một thôi á, thế vợ anh nói gì? Anh Việt vừa ngáp vừa trả lời, cô ấy nói anh sắp đi rồi mà bây giờ vẫn chưa chịu thôi à. Bà chủ sáng nào đi thể dục về cũng thấy chị giúp việc cứ chăm chú nhìn qua lỗ khóa phòng ngủ của vợ chồng bà một lúc rồi mới đi xuống bếp. Nghĩ chị giúp việc có tình ý với chồng mình nên bà ta quyết định theo dõi để bắt quả tang. Một bữa nọ, chờ cho chị giúp việc đứng nhìn qua lỗ khóa và đang định đi, bà chủ liền nắm chặt lấy tay chị và hằn học hỏi, sao chị cứ hay nhìn trộm chồng tôi thế hả? Chị có ý định gì? Muốn nghỉ việc hả? Chị giúp việc bị bắt quả tang giật mình lắp bắp trình bày, dạ tôi biết ông chủ rất thích ăn bánh mì với hai quả trứng chiên nên tôi phải canh chừng lúc nào ông ấy thay quần thì tôi chiên trứng ngay cho nó nóng. Có hai người đã yêu nhau được một thời gian, nàng cảm thấy tình yêu đã đến lúc chín muồi nên nói với người yêu rằng, anh yêu, hôm nay em muốn trao thứ quý giá nhất của em cho anh. Chàng trai nghe vậy liền tiến tới bên nàng, nhẹ nhàng ôm cô, bàn tay xoa nhẹ vào má, vuốt ve vào mái tóc cô, trao cô nụ hôn say đắm. Tay chàng trai tiếp tục xoa lên cổ cô gái. Thế rồi chàng trai nhẹ nhàng đưa hai tay ra phía sau cổ cô gái và gỡ lấy sợi dây chuyền mười chỉ của cô, rồi thì thầm bảo, anh xin nhé. Đột ngột quá, trong công viên một đôi trai gái đang tình tự, nàng hỏi, anh yêu em chứ? Tất nhiên, anh yêu em vô cùng. Vậy thì chúng mình cưới nhau đi. Chàng trai bỗng im lặng. Cô gái lại hỏi, sao anh lại im lặng thế? À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá. Không muốn gì hơn, hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau. Vợ nũng nịu bảo, trước đây anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là đã thấy sung sướng lắm rồi. Thế mà bây giờ anh lại... Người chồng ôn tồn nói với vợ, bây giờ anh cũng chỉ muốn như vậy thôi mà. Cuối tuần đang nằm nhà lướt mạng thì Tuấn nhận được điện thoại của bạn trai. Em yêu à, anh đang đứng trước cổng nhà em rồi đây này, em xuống ngay, mình cùng đi chơi nhá. Tuấn nghe thế liền hí hửng, ôi bất ngờ quá, nhưng anh chờ em tí nhá, em phải trang điểm một chút cho tươi tắn cái đã. Bạn trai Tuấn nghe thế liền bảo, em thì cần gì phải trang điểm nữa, xuống nhanh anh chờ nào. Tuấn mỉm cười đáp, ý anh là em đã quá xinh đẹp nên không cần trang điểm nữa phải không? Hôm nay sao tự dưng lại dẻo miệng thế nhỉ? Bạn trai Tuấn nhún vai đáp, không, ý anh là nhan sắc của em có trang điểm thì cũng vô ích thôi, chỉ có đi phẫu thuật thẩm mỹ thì may ra. John và Mary là hai đứa trẻ sống cùng xóm, học cùng trường, chơi thân với nhau nhưng lại rất hay ghen tị lẫn nhau. Một hôm, John khoe với Mary rằng, bố tao mới mua cho tao một chiếc xe hơi chạy pin đẹp lắm nhá. Mary bĩu môi,
Xì, ăn thua gì? Mẹ tao còn mua cho tao nguyên chiếc xe đạp thật cơ. John thua ra về tức lắm. Rồi vài ngày sau, lại nói với Mary rằng: Mày không có bố. Mày biết không, bố tao có con cu to lắm. Mẹ mày không có đâu nhá. Bị thua, Mary tức tốc chạy về nhà. Một lát sau, nó chạy ra nói với John rằng: Mẹ tao nói, mẹ tao có con chim đẹp lắm, nên muốn bắt mấy con cu như của bố mày cũng được. Phóng đại, chồng tức tối nói với vợ rằng: Tôi đã biết hết rồi nhá. Cô đã lén lút có quan hệ với một tay huấn luyện viên bóng đá chứ gì. Lúc nào anh cũng phóng đại mọi chuyện lên như thế. Anh ấy chỉ là một cầu thủ bình thường thôi. Không cấm được, cô vợ đay nghiến chồng: Này, sao cứ nhìn thấy cô gái nào ngon ngon là anh cứ nhìn chằm chằm như định ăn tươi nuốt sống người ta thế hả? Xin nhớ cho rằng anh đã có vợ rồi đấy nhá. Anh chồng đáp: Em thân yêu à, nếu như có một người nào đó phải ăn kiêng thì cũng không có nghĩa là anh ta bị cấm đọc thực đơn trong tiệm ăn chứ. Nhầm. Một người thuê nhà mới trong một khu nhà tập thể đã vô ý lên nhầm lầu và tra chìa khóa vào ổ khóa mà anh ta cứ ngỡ rằng căn hộ của mình. Khi anh ta lắc lắc cánh cửa và vặn tới vặn lui chiếc chìa khóa, thì một anh chàng vạm vỡ tiến đến sau lưng anh ta nói: Anh cần gì? Anh ta bực tức quay lại nói: Cần gì à? Cần một cái búa. Bô khỉ, không hiểu sao cái ổ khóa chết tiệt này hôm nay lại không mở được thế này chứ. Anh chàng kia vỗ vai nhắc nhẹ: Anh vào nhà này làm gì? Anh ta càng điên tiết lên nói đểu: À, tao đang vội vào để ngủ với vợ tao. Cô ấy đang nằm chờ tao trên giường, mày hiểu chưa? Anh chàng kia nén giận bảo: Thế sao anh không vào đi? Thì tại cái ổ khóa khỉ gió này bị hóc, nếu không thì tao đã vào rồi. Anh ta nhún vai nói: Nếu như nó không bị hóc, và nếu như chiếc chìa khóa đó mà mở được cánh cửa này, thì cả anh lẫn bà xã tôi sẽ có nhiều chuyện để giải thích cho tôi đấy. Anh ta tròn mắt kinh ngạc: Hả? Nhầm nhà hả? Có ba nhà khoa học nọ đang đi khảo sát tìm kho báu trong rừng. Đang đi thì bị một bọn thổ dân ăn thịt người bắt giữ và đưa về bộ lạc của chúng. Đến nơi, chúng trói ba người vào cột và hỏi đến đây làm gì. Thấy không ai trả lời, lão đầu đảng bộ tộc tuyên bố: Ta sẽ xử chúng mày để lấy thịt ăn dần. Bây giờ, chúng mày có quyền lựa chọn, tự chọn cái chết hay là bọn tao sẽ lột da. Lột da thì hơi bị đau đấy. Người thứ nhất chọn cái chết bằng dao, rồi cầm dao tự tử. Người thứ hai bảo: Ta cũng sẽ tự sát, hãy đưa cho ta cái nĩa đi. Sau khi cầm cái nĩa trong tay, anh ta đâm tới tấp, đâm túi bụi vào người, vừa đâm vừa gào lên: Chúng mày đừng hòng mà dùng da tao làm thuyền, đừng hòng dùng da tao làm thuyền. Người thứ ba là một cô gái, nét mặt hình như có vẻ hơi sợ sợ. Thấy vậy, lão đầu đảng hỏi: Mau khai đi, đến đây làm gì? Cô gái im lặng. Lão ta tức điên lên, bèn đưa mắt ra hiệu cho một tên trâu mộng đứng sau. Tên kia cởi khố tồng ngồng đứng trước mặt cô gái, ra ý sẽ làm nhục cô. Sau khi dọa dẫm một hồi, hắn dạng chân hất hàm hỏi: Khai không? Cô gái nhăn mặt nói: Hơi khai khai. Hai anh thương binh nằm cạnh nhau. Một anh hỏi: Sao anh bị thương ghê vậy? À, tại cái lão chỉ huy trong giờ thực hành ném lựu đạn, lão dặn rút chốt và ném thật xa. Tôi làm y như vậy. Vậy sao anh bị thương? Thì tôi ném cái chốt.
Sau những cuộc cá độ bóng đá thua quá nhiều, một anh chàng nọ được một người bạn ở xa chuyển khoản cho một ít tiền. Khi anh ta tới ngân hàng để nhận, thì cô nhân viên đã kiểm tra qua máy rồi lại đếm bằng tay cho kỹ. Khi cô nhân viên đếm, cô lại lấy tay chấm vào lưỡi của mình. Khi đếm xong, cô nhân viên hỏi, anh có cần kiểm tra lại tiền của mình không? Anh ta đáp, thôi khỏi cần đi cô. Cô nhân viên lại hỏi, sao anh không kiểm tra lại? Lỡ về nhà thiếu thì ngân hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Anh chàng giớn cổ nói, à vì lúc nãy tôi đếm theo cô, nước dãi chảy hết rồi. Bây giờ mà tôi đếm lại, thì đấy lấy đâu ra nước dãi mà chấm đây? Cũng may, một cô nàng nọ đang đi dạo phố, tình cờ gặp ông bác sĩ đã chữa mắt cho mình. Cô ta mừng quá mới bảo, dạ chào bác sĩ, thời gian qua nhờ bác sĩ mà con mắt trái của em mới được sáng ra, hết sức cảm ơn bác sĩ, luôn tiện đây mời bác sĩ ghé nhà em chơi cho biết ạ. Khi ghé nhà, chị ta mới rót nước mời và chỉ lên tường nhà nơi trang trọng nhất và bảo, đấy bác sĩ nhìn em, tấm hình này đi, đây là kỷ niệm và lòng biết ơn của em đối với bác sĩ đã chữa khỏi mắt cho em. Ông bác sĩ nhìn lên thấy hình chụp con mắt của chị ta và được lồng vào trong là hình của cái mặt mình. Anh ta bối rối cảm ơn và xin phép ra về. Ra tới cổng anh ta rút khăn lau mồ hôi trán và tự nhủ, cũng may mình không phải là bác sĩ phụ khoa. Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi, anh thấy trong người thế nào? Ừ, mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật. Một vụ xử oan. Ai cũng bảo gia đình anh chị hạnh phúc, kinh tế khá giả, con cái hai trai một gái. Hàng xóm láng giềng ai cũng ao ước được như anh chị. Chỉ tội đứa con gái sinh sau thiếu tháng, họ bảo không giống anh mà lại giống cấp trên của chị. Anh chả nói gì. Một hôm chơi với bé, anh mới nói đùa, bố sẽ đem cún con đi xét nghiệm ADN để minh oan cho mẹ. Nghe vậy chị quỳ sụp xuống run rẩy bảo, em lỡ chót dại một lần, xin anh rộng lòng tha thứ. Cứ tưởng nói thật ra anh sẽ bỏ qua, vợ chồng lại được sống hạnh phúc như thuở ban đầu. Ai ngờ lòng tự trọng bị cắm sừng trong anh trỗi dậy. Mặc cho chị cố van nài, nhưng anh vẫn kiên quyết ly dị. Hôm tòa xử ly hôn, tài sản trong nhà đều chia đôi, mỗi người một nửa. Bởi của chồng công vợ, tuy anh làm ra nhiều tiền hơn, nhưng chị lại có công sinh con cho anh. Đến phần trách nhiệm nuôi con anh bảo, con anh sẽ nuôi hết hai đứa con trai lớn. Còn đứa con gái đang nhỏ lại lạc loài nên để chị nuôi. Phiên tòa kết thúc, ai cũng bảo thấu tình đạt lý. Nhưng khi quan tòa ra về, vẫn thấy chị khóc sụt sùi liền hỏi, tòa xử xong rồi, sao chị còn khóc? Oan ức gì à? Chị gạt nước mắt trả lời, không oan, nhưng em vẫn thương anh ấy. Sao phải thương? Quan tòa ngạc nhiên hỏi, bởi anh ấy phải nuôi hai thằng lớn. Chị nói trong làn nước mắt, anh ấy nuôi thì chị khỏi phải nuôi, tốt thế còn gì? Lúc này chị càng khóc to hơn, miệng nhìn quan tòa thẳng thốt, biết thế rồi, nhưng hai đứa ấy cũng không phải là con của anh ấy. Hu hu. Đến lúc này quan tòa mới kêu lên, thật thế à? Trách gì họ bảo phụ nữ là để yêu thương. Nói rồi quan tòa cũng khóc hu hu, mình đã xử oan. Biết dừng đúng lúc. Một anh chàng trần như nhộng bước ra khỏi sòng bạc cùng một ông chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Anh nhộng kính cẩn nói với ông kia rằng, tôi rất khâm phục bản lĩnh của ông, một con người có chừng mực và biết dừng lại đúng lúc.
Bà lão mắng té tát ông chồng đang say bí tỉ. Đồ mất nết, đồ nát rượu, ra rồi mà không biết ngượng. Nhà có bao nhiêu tiền để vào rượu hết? Ông lão liền cãi, chỉ được cái hồ đồ. Tôi không ngu đến nỗi đem tiền của mình đi uống đâu. Thế thì tiền của ai? Của ông thông gia. Bà có nhớ ông ấy đã cho chúng ta vay tiền để mua củi không? Một bệnh nhân chân tay run lẩy bẩy bước vào phòng khám bệnh. Anh ta lập tức nói trước với bác sĩ. Thưa bác sĩ, đề nghị ông đừng có nói là tôi uống rượu nhiều đấy. Tôi đã nghe một số người nói câu đó rồi. Bác sĩ bình tĩnh đáp, anh yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là anh dùng đồ nhắm ít quá mà thôi. Có một gã vào quán rượu theo cách đi bằng hai tay. Nhân viên phục vụ ở quán ngạc nhiên hỏi lý do tại sao gã lại làm như vậy. Thì gã đáp rằng, đó là vì vợ tôi đấy. Cô ấy dặn đi dặn lại, tôi là tuyệt đối không được bước chân vào một quán rượu nào. Thuốc ngủ. Một bà cụ đến gặp bác sĩ và yêu cầu, bác sĩ ơi, ông vui lòng kê đơn cho tôi thuốc ngừa thai đi. Như vậy thì tôi có thể ngủ ngon. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại, nhưng thưa cụ, thuốc ngừa thai đâu phải thuốc ngủ. Hơn nữa, cụ bây giờ đã 75 tuổi rồi. Ở độ tuổi này thì không thể nào có thai được đâu. Vậy tại sao cụ lại phải cần đến thuốc này chứ? Thực ra thì người dùng là cháu gái của tôi. Sáng nào tôi cho một viên thuốc này vào ly nước của nó trước khi nó đi học thì tôi mới có thể yên tâm ngủ ngon được. Cao su. Một vận động viên đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua. Người thân và bạn bè của anh đã đề lên mộ tay đua này dòng chữ: con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su. Nhân viên ở gian quần áo may sẵn hỏi ông chủ rằng, thưa ông, những chiếc áo sơ mi bằng flanile sau khi giặt nó có bị co không ạ? Ai muốn biết điều đó hả? Dạ ông khách kia, ông ấy rất thích một chiếc áo nhưng mặc thử thì lại hơi rộng, mà áo màu ấy lại không có những cỡ khác ạ. Thế thì áo sẽ co nhá. Bằng chứng ngoại phạm. Tối qua anh ở đâu hả? Ở với ai? Tiếng hỏi sắc lạnh mồi kim khí, kèm theo là tiếng đập bàn khô khốc, làm hắn sợ hãi co gióm người lại. Miệng lý nhí trả lời, tối qua tôi ngồi uống rượu với chủ tịch xã. Biết rồi, khi ấy tôi cũng ở đấy, sau đó cơ. Nói, ở với ai? Lại tiếng đập bàn khô khốc. Hắn run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Lần đầu tiên hắn phạm tội, mà là tội tài đình. Sao hắn lại ngờ nghệch nghe bạn bè xui dại làm gì, để bây giờ hắn thành kẻ có tội. Chỉ có ông trời mới gỡ được tội cho hắn, mà ông trời cũng không gỡ được, bởi tội hắn phạm phải còn to hơn cả ông trời. Hắn sinh ra trong một gia đình đông anh em. Vì đông anh em, bố mẹ làm nông nên nhà hắn nghèo lắm. Vì muốn thoát nghèo nên hắn chúi mũi vào học. Ra trường có việc làm, hắn cưới vợ và cuộc đời hắn sang trang từ đấy. Không còn cảnh đói nghèo khổ sở như xưa. Bạn bè láng giềng cho hắn là người hạnh phúc, bởi vợ chồng hắn chưa bao giờ to tiếng với nhau. Nói đúng hơn, chỉ vợ hắn to tiếng. Mỗi khi vợ lên tiếng to là hắn lại im bặt. Có người bảo hắn sợ vợ, hắn cười xòa rồi bảo,
Mình sợ vợ mình, chứ có sợ vợ ai đâu. Đến tháng nhận lương, hắn đưa hết tiền cho vợ. Bởi vậy, khi gặp bạn bè, hắn đều dẫn về nhà. Vợ chồng hắn tiếp khách no bụng trẻ xanh rồi về. Trong túi hắn có cách nào đâu mà tiếp bạn ở quán chứ. Mỗi lần họp lớp hay góp quý hội, hắn đều ngả tay xin tiền vợ. Từ khi có vợ, bạn bè hắn thưa dần. Hồi đi học, thằng Nam là bạn thân nhất. Hai đứa khi nào cũng như hình với bóng. Ra trường, Nam nhận công tác mãi Sơn La. Năm nay, Nam về sớm ăn Tết, liền gọi cho hắn. Mày ra quán cà phê cây xoài đi, bọn tao đang đợi ở đây. Tiếng hắn ấp úng trong điện thoại. Mày đến thẳng nhà tao đi. Một chút đắn đo, nhưng Nam vẫn phóng xe đến. Thấy hắn đứng đón ở cổng, mắt len lén nhìn vợ đang soi gương. Mày vào nói với vợ tao một tiếng, rồi chúng ta đi. Nam nhíu mày khó chịu. Từ lâu nghe mọi người nói thằng cha này sợ vợ, bị vợ quản thúc, nhưng không nghĩ đến nước như vậy. Giờ mình mời nó đi nhậu lại phải xin phép vợ cho nó. Đã thế phải làm cho nó biết mặt. Nghĩ vậy Nam đến gần vợ hắn ôn tồn. Chả mấy khi bạn bè gặp nhau, em cho chồng đi chơi với tụi anh nhá. Vợ hắn lừ lừ nhìn vào cái túi căng phòng của chồng. Muốn đi thì vào thay áo khác. Hiểu ý, Nam mới nói nhỏ, vào thay quần áo đi, bỏ điện thoại ở nhà. Hắn ngơ ngác không hiểu, Nam lại giục, nghe tao đi đi. Hắn chạy vào nhà làm theo, khi ra thấy chiếc áo hắn mặc túi lép kẹp, vợ hắn bảo, đi nhớ về sớm nghe chưa? Thì ra, vợ hắn sợ chồng mang tiền đi đãi bạn. Tối ấy, không thấy chồng về, thì liền điện thoại cho hắn. Thấy tiếng chuông đổ trong buồng, thì chạy vào thì thấy điện thoại của hắn ở đấy. Cả đêm thì đánh xe đi tìm chồng nhưng không thấy. Kiểu gì lần này về cũng cho lão một trận. Tối đó hắn với mấy người bạn nhậu tới bến, sau đi hát rồi ngủ tại nhà Nam. Cấm à, tối qua sao không về? Vợ hắn lại gằn giọng lên. Nhưng có ai gọi cho anh đâu, mà tại em bảo anh thay áo, chứ không em gọi thì anh về ngay như mọi hôm. Thấy đuối lý, vợ hắn bảo, đi đâu thì nhớ cầm cái điện thoại nghe chưa. Hắn ngoan ngoãn gật đầu mừng thầm, thì ra thấp mưu thua trí đàn bà. Nếu thằng Nam không hiến kế, cái điện thoại là bằng chứng ngoại phạm cho hắn, thì Tết này sẽ sao đây? Khi hắn đắc tội tài đình với vợ hắn, bởi hắn luôn tâm niệm nhất vợ nhì trời, còn mọi người thì sao? Kiên nhẫn. Ông nọ chờ trước cửa một tiệm ăn có treo bảng miễn phí cho thực khách may mắn thứ 100. Khi đếm được 99 người, ông ta ung dung bước vào, ăn xong bồi bàn mang bưu đến. Ông ta ngạc nhiên, tôi là người khách may mắn mà. Thưa không ạ, ông là người khách đầu tiên đấy ạ. Thế còn 99 người trước thì sao? Dạ, họ vào chỉ để hỏi đến người khách thứ bao nhiêu rồi thôi ạ. Một anh chàng nọ đến nhà người yêu ra mắt. Sau bữa cơm, mọi người ngồi uống trà và tán gẫu. Trong lúc cao hứng, chàng trai vô tình để phọt ra âm thanh không đáng có. Vô cùng xấu hổ, chàng trai nhanh trí liền chữa thẹn bằng cách lấy ngón tay miết xuống bàn kính, tạo ra tiếng kít kít. Ông bố sau khi nhâm nhi cốc trà thì lên tiếng, đeo giống. Làm ơn. Tại phòng khám đa khoa, cô y tá trẻ đang kiểm tra tim mạch và huyết áp cho một thanh niên. Loay hoay một lúc mà cô vẫn chưa đo được nhịp tim, cô quay sang hỏi vị bác sĩ trực. Dạ thưa bác sĩ, sao mỗi lần em cúi xuống đo nhịp tim cho anh này thì mạch của anh ta cứ đập loạn xạ lên vậy nhỉ? Ông bác sĩ liếc nhìn cô y tá rồi từ tốn bảo, cô làm ơn gài cái nút áo lại rồi mới đo được. Chở củi đi đâu? Lão Sướng tuổi vừa lục tuần,
mấy chục năm công tác xa nhà. Năm ngoái lão được nghỉ hưu, về với làng quê, với họ hàng. Nhưng thoải mái và sung sướng nhất là được về với mái ấm gia đình, nơi có người vợ Thảo Hiền đã bao năm tần tảo thay lão chăm lo cho gia đình, nuôi dạy hai đứa con khôn lớn thành người. Hai đứa con của lão Sướng, một trai một gái, được học hành chu đáo, có công việc ổn định, đã lấy vợ lấy chồng và có nhà trên thành phố. Lão Sướng về nghỉ được 3 tháng, hôm đó cơm tối vừa xong, vợ lão bảo: "Bây giờ ông nghỉ hưu rồi, ông vẫn còn khỏe thì ở nhà trông nom vườn tược nhà cửa, tôi lên chỗ thằng Cả trông thằng Cu Tít giúp vợ chồng nó, đỡ phải thuê người giúp việc. Tôi với bà già rồi, ở nhà trông nom nhau thôi, chúng nó có con thì thuê người mà bế, lớn tí nữa thì cho đi nhà trẻ. Thuê người bế thì tôi không yên tâm ông à, đi trẻ cũng không bằng tôi trông đâu, vừa sạch sẽ, vừa đỡ tốn tiền, tôi đã quyết định rồi, tuần sau tôi đi, không phải bàn cãi gì nữa." Vợ lão Sướng đi rồi, lão cặm cụi một mình, lại cơm niêu nước lọ. Quá nửa cuộc đời chinh chiến xa nhà, cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, bây giờ nghỉ hưu được ngủ giường đôi, nhưng lại chỉ có một mình. Cũng chẳng khác gì giường cá nhân. Nhiều đêm một mình trong căn nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, sao vắng vẻ thế này? Tiếng vợ chồng con Thạch Sùng gọi nhau giữa đêm khuya càng làm cho lão thấy cô đơn hơn. Lão muốn ngủ một giấc để quên, nhưng không ngủ được. Chả nhẽ bây giờ lại gọi điện giục bà ấy về? Không được, làm thế thì bà ấy lại mắng cho ấy chứ. Ông đi mấy chục năm, tôi ở nhà một mình không sao. Bây giờ ông đi, tôi đi mới hơn chục hôm mà ông đã... Mình phải làm cách gì để bà ấy tự giác về mới được? Lão Sướng thao thức đến sáng. Ai chả đây rồi, xem bà có về không. Cả đêm không ngủ, sáng dậy ăn tạm gói mì tôm, lão Sướng vác dao ra vườn chặt củi nhãn, bó từng bó tròn chặt chẽ. Buổi chiều, lão chẳng bó củi sau xe máy đi sang làng Hạ. Lão cố tình đi qua ngõ nhà cô Mai là em gái của vợ lão. Lão cứ chở củi như vậy 2-3 ngày một lần, liên tục gần 1 tháng, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít. Khi đi qua ngõ nhà cô Mai, lão cố tình để cho cô Mai nhìn thấy. Nếu cô Mai định hỏi hay chào, thì lão phóng thật nhanh, lượn sang lối khác. Một lần, 2 lần, 3 lần, cô Mai bắt đầu nghi vấn. Hàng xóm bắt đầu có những lời xì xào bàn tán. Cô Mai bí mật theo dõi, thấy lão chở bó củi vào ngõ nhà cô Vang bên làng Hạ. Buổi tối hôm ấy, cô Mai gọi điện cho chị gái, giọng như cháy nhà. "Thôi chết rồi chị ơi, chị về ngay, không thì mất chồng đến nơi rồi. Gần tháng nay, cứ vài 3 ngày, em lại thấy anh rể chở củi sang nhà con Vang bên làng Hạ đấy. Con Vang là gái quá chồng, lẳng lơ lắm đấy. Chồng chị phải lòng nó rồi." Trưa hôm sau, lão Sướng đang ăn cơm thì vợ lão về, vẻ mặt đầy sát khí. Lão làm ra vẻ chột dạ. "Bà đã về đấy à? May quá, tôi vừa mới dọn cơm. Bà vào mà ăn luôn đi cho nóng. Không ăn uống gì sất. Hôm nay tôi phải sống mái với ông. Vợ mới đi vắng có hơn tháng mà ông đã dở quẻ trai gái đĩ đợm. Ông không biết xấu hổ với con cháu à? Bà ăn nói cho cẩn thận, tôi làm gì mà trai gái đĩ bợm chứ. Thế ông chở củi đi đâu hả? Chở cho đứa nào? Sao đời tôi lại khổ thế này? Ôi giời ơi là giời. Thì tôi chở củi cất đi, vừa sạch vườn, Tết lại có củi luộc bánh chưng. Ai bảo bà là tôi chở củi đi cho gái hả? Thì cả cái xóm này ai cũng nhìn thấy ông chở củi cho con gái. Ông còn cãi được hả? Ông cất ở đâu? Đưa tôi với dì Mai đi xem cho 2 năm rõ 10 nè. Vừa lúc cô Mai sang, vẻ mặt căm thù lắm. Đúng đấy, nếu anh không sợ mang tiếng ăn vụng thì đưa tôi với chị tôi đi xem chỗ anh cất củi, xem mặt con chuồn chuồn thế nào. Lão Sướng ra vẻ cực chẳng đã. Lão đi một xe máy, vợ lão với cô Mai đi một xe máy hướng làng Hạ thẳng tiến. Qua làng Hạ, qua ngõ nhà cô Vang, vòng qua xóm Bãi, hướng làng Đông, đến một bụi rậm đầy cây hoa trinh nữ, cây xấu hổ.
Lão Sướng dừng xe chỉ tay. Đấy, tôi cất củi ở đấy đấy. Vợ Lão Sướng với cô Mai không tin xuống kiểm tra, vạch đám cây xấu hổ ra xem. Đủ 18 bó củi gỗ nhãn. Cô Mai đã hiểu ý. Thôi, tí nữa anh chở chị về, em về trước đây. Trên đường về, vợ Lão Sướng như người biết lỗi, bẹo vào sườn ông rồi bảo: ông muốn tôi về thì gọi điện là tôi về. Ông làm thế này, người ta cười cho đấy, nỡm ạ. Lão Sướng cười khoái chí: lần này tôi làm thử, chứ lần sau là tôi làm thật luôn đấy. Vợ Lão Sướng nhẹ nhàng: tôi biết rồi, để tối tôi điện cho thằng cả thuê người trông cháu, tôi ở nhà với ông. Một ông bán đồ cổ quyết định thuê một người phụ việc. Đến xin việc là một thanh niên. Ông bán đồ cổ nhặt từ dưới sàn nhà lên một dăm gỗ, đặt nó lên một miếng nhung đỏ rồi hỏi: anh hãy nói xem đây là cái gì? Dạ, thưa ông, đây là cái tăm xỉa răng của hầu tước Pondaro. Ông bán đồ cổ gật đầu: đúng thế, từ sáng mai anh đến bán hàng cho tôi. Ông John được mời làm nhân chứng cho một vụ mất trộm ở gần nhà. Trong phiên tòa, luật sư biện hộ hỏi ông: ông John à, ông khẳng định thấy thân chủ của tôi lèn vào cửa hàng đêm qua có phải không? Ông John chậm rãi gật đầu: đúng vậy. Luật sư tỏ vẻ nghi ngờ: ông chắc đó chứ? Ông John khẳng định chắc nịch: chắc chắn là như thế, chính mắt tôi đã nhìn thấy cơ mà. Vị luật sư tiếp tục căn vặn: ông John, ông đã hơn 80 tuổi rồi đấy, với cái tuổi tác đó, buổi tối ông có thể nhìn được bao xa mà ông khẳng định chắc chắn là người lẻn vào cửa hàng là thân chủ của tôi chứ không phải ai khác. Ông John cười khẩy bảo: cậu đùa đấy à? Buổi tối tôi thậm chí còn nhìn thấy cả mặt trăng cơ đấy. Khoảng cách từ nhà tôi đến cửa hàng bên cạnh đã bó bèn gì. Dầu ăn. Tí mới mua xe máy. Xe tuy cũ nhưng còn rất ngon. Nhưng có điều, mỗi khi trời sắp mưa, tí đều phải bôi dầu ăn lên xe để chống rỉ cho nó. Vì vậy đôi lúc hơi bất tiện khi tí luôn phải mang theo người một lọ dầu ăn nhỏ. Hôm đó, bạn gái của tí rủ hắn về nhà ăn tối. Anh nhớ kỹ đấy nhá, nếu trong suốt và sau bữa ăn, ai nói hay kêu một lời sẽ phải rửa bát đấy. Ừ, anh sẽ im lặng mà. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Tí, bạn gái, chị cô ta và bố vợ tương lai, một ông già 60 tuổi, đều ăn trong im lặng. Bởi vì đằng sau họ, trong bếp, là cả núi bát đĩa của cả tuần vừa qua. Ăn xong, mọi người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, tí chợt nảy ra một ý. Hắn đè ngửa cô bạn gái ra sàn. Cô bạn gái không kêu lấy một tiếng. Ông bố và bà chị cũng chỉ dám dương mắt nhìn, không thốt một lời. 15 phút sau, tí tiến xa hơn, đè ngửa cô chị ra, đã không ai lên tiếng. 10 phút sau, bất chợt có tiếng sấm vọng từ xa, chuẩn bị đổ mưa, chợt nhớ tới chiếc xe máy dựng ngoài thềm. Tí móc túi, lấy ra lọ dầu ăn, đặt lên bàn, chuẩn bị ra chăm sóc chiếc xe. Chợt thấy ông bố vợ tương lai run giọng năn nỉ: thôi thôi tôi xin anh tha cho tôi, bát đĩa tôi xin rửa ạ. Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măng chảy vụt ra nước mắt đầm đìa. Một bác sĩ khác hỏi: có chuyện gì với cô bé thế? Dạ có gì đâu, tôi chỉ bảo cô ta là cô ta có bầu thôi. Thật á? Ít tuổi thế mà nó có bầu sao? Tôi cũng chả biết nữa, nhưng chắc chắn là cô ta không còn bị nấc nữa.
Một bệnh nhân hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ, nên tập những động tác nào để gầy bớt đi được ạ? Bà hãy quay đầu từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Dạ, vào lúc nào ạ, thưa bác sĩ? Thì lúc người ta đưa thức ăn cho bà đó. Một bác sĩ nọ hơi bị đãng trí. Một đêm bà vợ của vị bác sĩ thì thào với chồng. Ông này, trong phòng mạch có trộm đấy. Thật hả? Thế nó bị bệnh gì thế? Mẹ giữ hết rồi. Natasha nũng nỉu với bố. Hôm nay là mùng 8 tháng 3. Không có ai tặng quà cho con đã đành. Đến bố cũng không tặng con gì cả là sao? Ông bố xoa đầu con gái, nhẹ nhàng chỉ về phía mẹ và bảo, con xem mẹ kìa. Natasha nhìn theo và thấy mẹ đang cầm cùi dọn dẹp nhà cửa, mồ hôi lấm tấm trên má. Natasha reo lên, à con hiểu rồi, ý của bố là ngày mùng 8 tháng 3 không phải ngày để con đòi quà, mà là ngày để chúng ta quan tâm đến mẹ nhiều hơn, phải không bố? Bố Natasha lắc đầu bảo, không phải đâu, ý của bố là tiền của bố mẹ đã cầm cả rồi, thì lấy đâu ra tiền mà mua quà tặng con nữa chứ. Ai là người lên mặt trăng đầu tiên? Ngày 5 tháng 12 năm 2020, Trung Quốc cắm cờ của nước mình trên mặt trăng. Sau hơn 50 năm từ khi Hoa Kỳ lần đầu tiên công bố cho thế giới biết, đang loay hoay chụp hình cắm cờ phi hành gia Trung Quốc bỗng nghe tiếng bước chân, giật mình quay lại, thấy một chàng trai mặc quần tà lọn, áo thun ngắn tay, đang đứng chắp tay sau đít chăm chú nhìn mình. Anh là ai? Chàng trai thong thả trả lời, tôi là Cuội, người Việt Nam. Anh lên đây khi nào? Lâu rồi, đâu cũng ngàn năm gì đó. Mà lâu quá, giờ cũng không nhớ rõ nữa. Thế anh lên đây bằng phương tiện gì? À, tôi bám vào rễ cây đa. Anh đi có một mình hả? Ồ không, còn có chị Hằng nữa chứ. Thế chị Hằng đâu? Đang ở nhà nấu cơm. Hai người trên này làm gì để sống? Ồ, chỉ có nuôi thỏ thôi. Vậy anh làm giấy chủ quyền sở hữu mặt trăng chưa? Làm rồi, nhưng đang làm thì kẹt tiền, nên giao cho nhà thơ Hàn Mặc Tử để ông ấy giao bán dùm. Giao bán hồi nào? Sao bên tôi không biết nhỉ? À, ông ấy giao bán mặt trăng trên thị trường chứng khoán vào năm 1937 qua mã cổ phiếu là tập thơ điên với lời chào, ai mua trăng tôi bán trăng cho đó. Ai cũng biết. Ông không biết à? Đang chờ người mua thì ông nhạc sĩ An Thuyên. Ông ấy không biết, đã cắt nửa vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ nên mất giá. Giao bán mãi, giờ mà chưa có ai mua, bực thật chứ. Vậy à, thế thôi, chào anh Cuội, tôi về. Sao về vội thế? Ở chơi chút, mình con thỏ mà chơi. Thôi, tôi phải về gấp để báo cho Liên Hợp Quốc biết mặt trăng đã có chủ quyền rồi. Tội cho anh Mỹ mừng hụt, cứ tưởng mình lên đây đầu tiên hơn ai hết. Hư. Vợ và chồng đi nghỉ ở hai nhà nghỉ khác nhau. Một thời gian sau, bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trước mặt nhau. Anh chồng nói, em yêu à, anh phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai là với cô ghi tốc ký. Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần thôi. Lần đầu với dàn nhạc nhà thờ, lần thứ hai là với một đội bóng. Khi chồng biết vợ có thai, sung sướng nhắn tin khoe vài người quen. Hôm đó trời tối nhá nhem, lấy nhầm phone vợ số đen quá trời. Nhắn tin là có thai rồi, gửi hết danh bạ xong rồi ngồi hát chơi. Bỗng tin mẹ vợ trả lời, con lại giấm dúi chơi bời linh tinh. Nghe nói chồng con vô sinh, sao giờ lại bảo là mình có thai? Đột nhiên tin nhắn thứ hai, anh rể trả lời bi hài làm sao? Cô định xử lý thế nào? Nhớ chồng không biết tính sao bây giờ? Vẫn chưa kịp hết bất ngờ,
Tên Phong hàng xóm lờ đờ hiện lên. Lẽ nào hôm đó anh quên đem theo áo giáp cho nên dính chải. Còn thằng bạn ở bên đài trả lời tin nhắn lải nhải mấy câu. Nửa năm có gặp nhau đâu, đừng đổ trách nhiệm lên đầu của tôi. Lại cả thằng đồng nghiệp tôi nói là không phải của tôi đâu mà. XX mới tối hôm qua, làm sao có thể biết là có thai. Cấp trên cũng trả lời ngay, cho cô 10 triệu phá thai vụ này. Nghỉ phép tính dưỡng vài ngày và giữ kín miệng chuyện này hộ tôi. Khách hàng trả lời được rồi. Cô đừng hù dọa với tôi nữa mà. Ngày mai cô hãy đến nhà, hợp đồng sẽ ký, cô đã yên chưa? Tin nhắn vẫn đến như mưa. Kỳ một người lạ mới vừa nhắn xong. Cô cứ ly dị với chồng, về đây tôi sẽ bế bồng chăm thai. Tin nhắn quản đốc xưởng may, nói rằng hôm đó có hai người mà, tôi và giám đốc nữa nha, chưa chắc thai đó đã là của tôi. Tài xế cũng đã nhắn rồi, cô đừng đùa chứ, biết tôi rõ mà, triệt sản hơn một năm qua, làm sao có thể làm bà có thai. Tin nhắn gửi đến nối dài, không biết tác giả cái thai người nào. Ông chồng chua xót làm sao, không biết mình bị cắm bao nhiêu sừng. Vậy nên mày dâu xin đừng thấy vợ mang thai mà mừng mà vui. Thời này ăn vụng xong chùi, sạch sẽ cả vết lẫn mùi mới ghê. Lấy vợ cũng như đánh đề, may thì vớ được cái mề thủy chung. Ông bố vợ đang nằm trên bàn phẫu thuật, còn bác sĩ lại là con rể ông ta. Khi con rể chuẩn bị tiêm thuốc mê, thì ông bố vợ cố ngóc đầu dậy. Con trai à, bố có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy bố? Điều quan trọng nhất là con hãy nhớ rằng, nếu như ta có chuyện gì, thì mẹ vợ của con sẽ đến sống với các con đó. Mà con thì đã biết vì ai mà ta ra nông nỗi này rồi. Già già con biết ạ, con sẽ cố hết sức. Chồng đi công tác vắng, cô vợ nằm bên người tình thủ thỉ. Người yêu của em à, anh là người khỏe mạnh và dũng cảm. Nếu bây giờ chồng em mà đột ngột xuất hiện ở cửa, anh sẽ làm gì? Anh sẽ đập hắn nát nhừ rồi tống hắn ra cửa. Anh sẽ cho hắn biết là chúng ta yêu nhau. Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng nói sợ hãi từ phía cửa vọng vào. Ôi không không, tôi vẫn còn đang đi công tác thêm 2 ngày nữa cơ ạ. Nhiều chồng. Có một cô giáo người miền xuôi lên dạy bổ túc văn hóa cho các cán bộ dân tộc thiểu số. Một hôm trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy hỏi: nếu tôi đã có một chồng rồi, tôi lấy thêm 3 chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng? Học viên này vội đáp: dạ không được đâu thưa đồng chí giáo viên. Vì sao chứ? Pháp luật không cho phép có nhiều chồng ạ. Vừa thấy bạn mình bước vào phòng khám, bác sĩ nha khoa sốt sắng. Hôm qua, ông hẹn đến nhổ mấy cái răng cửa bị sâu, sao không thấy đến thế? Thôi khỏi phải nhổ, tôi xong rồi, không phải nhờ ông nữa đâu. Ông đi nhổ ở chỗ khác rồi à? Ồ không, tôi chỉ chót cãi bà xã có mấy câu, thế là đi luôn mấy cái răng. Ly dị đi, anh chẳng bao giờ nhường nhịn tôi cả. Cô hét lớn, chìa cái đơn đã viết và ký sẵn trước mặt anh. Rồi cô đứng run bần bật, sợ anh ký thật thì mất chồng. Mặt cô tái nhợt lúc anh dứt khoát cúi xuống ký trong đơn. Xong anh đẩy nó về phía cô, thấy chữ không to đùng. Anh viết ngay phần ký tên, cô òa khóc như trẻ con. Vài tháng sau, tòa xử cho anh Nguyễn Văn Không được thuận tình ly hôn với vợ.
Sau khi lên thành phố tham quan một tuần, anh cán bộ văn hóa thông tin về xã báo cáo. Tôi thấy ở trên thành phố, cấm hút thuốc thì người ta vẽ điếu thuốc bị gạch. Không làm ồn, người ta vẽ cái còi bị gạch. Kỳ này, khi vận động sinh đẻ có kế hoạch, các anh biết phải vẽ cái gì rồi chứ? Sau ngày cưới, đám cưới xong, anh con trai chuyển ra nhà riêng để sống cùng vợ. Sau ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin về cho bố. Bố ơi, có vợ thật tuyệt vời. Chúng con suốt ngày quấn quýt lấy nhau không rời. Cô ấy ngoan ngoãn và dịu dàng như một con mèo, khiến con ngỡ mình như một mãnh hổ đang giang vòng tay che chở. Những lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, con và vợ lại mở cửa sổ phòng ngủ ra để ngắm trời đất bao la, ngắm những chú bướm đang đùa giỡn với những cánh hoa. Thích lắm bố ạ. Ông bố nhắn lại, ừ, mừng cho con. Hai hôm sau anh con trai lại nhắn cho bố, bố ơi con thấy hơi mệt, tại mấy hôm nay hoạt động quá sức mà lại toàn ăn mì tôm. Vợ hỏi con, ăn mì tôm có nóng ruột không? Con đành phải trả lời, không, chỉ cần được ở bên vợ thì ăn gì cũng ngon. Ông bố lại nhắn lại, ờ, mừng cho con. Vài hôm sau anh ấy lại nhắn cho bố, con ăn mì tôm cả tuần rồi bố ơi. Từ hôm cưới nhau đến nay, con chưa được miếng cơm nào vào mồm. Vợ con nó hiện nguyên hình rồi, nó bảo nó không biết nấu cơm, ai thích ăn thì đi mà nấu. Giờ những lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, con cũng không được ngồi trên giường ngắm bướm, ngắm hoa nữa, mà phải đi lau nhà giặt quần áo cọ bồn cầu. Nó còn vào danh bạ điện thoại của con, thấy số nào của mấy em trẻ là nó xóa đi hết. Nó bảo thà xóa nhầm còn hơn là bỏ sót. Có vợ rồi đừng hỏng đú đỏ nữa. Thẻ ngân hàng của con nó cũng cầm, giờ muốn ăn gì mua gì thì phải xin ý kiến nó, nghe thấy hợp lý thì mới cho tiền. Con giờ cứ như thằng ô xin rồi, khổ quá bố ơi. Ông bố nhắn lại, ờ, mừng cho con. Anh con trai lập tức trách móc bố, bố vô tâm lắm, con trai của bố khổ sở mà bố không động viên được một câu. Ông bố cũng không kém phần gay gắt, liền nhắn, động viên à, thế bao nhiêu năm nay tao cũng làm ô xin cho mẹ mày, cũng khổ như mày, mày đã động viên tao được câu nào chưa? Bố mừng cho mày vì cuối cùng mày cũng đã nhận ra được cái điều mà lẽ ra mày phải nhận ra từ lâu rồi. Mày có một tấm gương lù lù trước mặt là bố đây này, sao mày không soi vào, sao mày không rút được kinh nghiệm? Đời mày rồi cũng như đời bố mày thôi. Đừng lấy con mèo. Một đạo sĩ trước khi viên tịch ngoắc đệ tử ruột đến thều thào mấy chữ. Đừng lấy con mèo rồi tịch. Người đệ tử là người sáng dạ, theo thầy đã lâu. Lý lẽ đất trời đã thấu, nhưng không làm sao hiểu được ý của thầy. Cứ mỗi lần ngồi thiền thì mèo mè mèo con lại kéo đến, quấy nhiễu tâm trí. Ông quyết định đi lên núi cao ẩn dật tu luyện để hiểu được tâm ý của thầy. Ông tìm được một cái hang nhỏ lưng chừng núi, dưới núi là một ngôi làng nhỏ. Ngọn núi này có nhiều tu sĩ đến đây để tu luyện. Dân làng ngoài nghề tiểu phu, nương rẫy, còn có thêm thu nhập nhờ cung cấp những thứ thiết yếu cho các tu sĩ. Họ hiểu là rất tôn kính những tu sĩ này. Ở đây mùa xuân mùa hạ thì còn lui tới được, nhưng đến mùa đông thì tuyết phủ dày, không còn biết đâu là núi, đâu là vực nữa. Các tu sĩ giàu đã đạt được thần thông, có thể không cần ăn uống trong vài tháng, nhưng họ buộc phải có đường. Họ chỉ cần dùng một ít đường để giữ trí óc tỉnh táo khi thiền định. Vị tu sĩ của chúng ta cũng vậy. Sau khi mua được vài cục đường giống như đường thốt nốt, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, ông phát hiện vài con chuột trong hang. Nó bỏ tới ăn đường của ông. Ông đành xuống dưới làng mua thêm đường. Người dân biết cơ sự, bèn cho ông một con mèo để canh chừng lũ chuột. Quả nhiên, lũ chuột đã bỏ đi. Con mèo này cũng có căn tu, nhưng nó cũng cần năng lượng. Ông bèn hòa nước đường cho nó uống. Mỗi khi nó đói thì lại meo meo, làm ông không tĩnh tâm được.
Ông bèn xuống làng tìm giải pháp. Người dân bèn cấp cho ông một con bò sữa. Sữa nhiều đủ cho cả con mèo và vị tu sĩ. Nhưng rồi ông lại bị quấy rầy vì phải đi cắt cỏ cho con bò. Mà đường núi non hiểm trở, tuyết bắt đầu rơi. Ông lại xuống làng tìm giải pháp. Người dân đề nghị ông hãy dẫn một bà quá vừa mới chết chồng lên núi. Bà quá còn trẻ rất khỏe mạnh, vừa có thể chăm sóc cả bò và mèo, vừa có thể thay ông xuống làng để mua đồ. Ông sẽ không còn bị quấy rầy và tập trung hoàn toàn cho việc tu luyện. Giải pháp thật hoàn hảo. Từ đó, hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau đến răng long tóc trắng. Giống nhau và khác nhau. Dạ thưa cô, từ bổn và bản giống hay khác nhau ạ? Theo Hán Việt, bổn và bản là một. Ví dụ, người ta nói Nhật Bản và Nhật Bổn cũng như nhau là một thôi. Dạ thưa cô, theo em từ bổn và bản khác nhau ghê lắm ạ. Tại sao lại khác? Dạ, vì hôm trước bố em cũng nói như cô và sai em chạy ra sạp bà Hai mua cho bố em cái bản lề. Em chạy ra và nói: bà Hai ơi, bố con nói bà bán cho bố con một cái bổn lề. Bà Hai chạy vào tận nhà rồi chửi bố em là đồ mất dạy, đồ ngu, không biết dạy con. Anh chồng say xỉn bước vào nhà, ngồi phịch xuống cái ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau anh ta cào nhào rằng: phim gì mà chiếu mãi một cảnh cháy rừng thế này nhỉ? Cô vợ cào nhào: trời ơi, uống vừa thôi, cái tivi bán rồi còn trơ lại cái lò sưởi đấy. Hắn thấy thằng bạn đưa con đi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống nên được ly dị vợ. Hắn cũng về đưa con hắn đi xét nghiệm ADN để ly dị vợ. Con hắn có cùng huyết thống nên không được ly dị. Tức quá, hắn lén lấy mẫu tóc của vợ hắn đi xét nghiệm. Kết quả không cùng huyết thống ADN với hắn. Hắn hậm hực vì không bà con máu mủ ruột già gì mà phải sống với nhau gần mấy năm trời. Làm đơn ly dị, vợ hắn cười hi hí ký vào đơn. Đem đơn tới tòa, tòa xem qua, chỉ hắn qua viện tâm thần. Qua tâm thần, bác sĩ đo được, đọc đơn, lý do bỏ vợ vì không cùng ADN. Khám sơ qua rồi bảo hắn bệnh nặng lắm rồi và phải chữa trị lâu dài. Bây giờ hắn đang bị giam chữa bệnh cách ly, không biết bao giờ mới khỏi. Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi: cô Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học hả? Dạ thưa cô, hôm đó mẹ em giặt hết quần áo nên em không có đồ để mặc ạ. Thế còn hôm thứ ba thì sao? Dạ thưa cô, hôm thứ ba thì em có đi ạ. Nhưng khi đi ngang qua nhà cô, em nhìn thấy quần áo của cô phơi ở ngoài. Em tưởng cô cũng bị như em vậy nên em quay về ạ. Trong trại cai rượu, bác sĩ hỏi mấy con sâu rượu rằng: các anh hãy cho tôi biết tai hại của việc uống rượu xem nào. Anh chàng tôm gật gù lên tiếng: hôm đó em say quá nên đi nhầm vào nhà hàng xóm và bị dần cho một trận. Thế còn cậu Jack? Dạ, còn em thì say quá không làm chủ được tay lái tông vào cột đèn. Vậy còn chuyện của anh thế nào John? Dạ, chuyện của em đúng là tai họa. Hôm đó em quá chén, đến nỗi hỏi cưới một cô gái mà khi tỉnh rượu em mới nhận ra đó là cô vợ vừa mới ly dị của em. Ngày xưa, tình yêu bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng những giọt nước mắt. Ngày nay, tình yêu bắt đầu bằng những dòng tin nhắn và kết thúc bằng thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện đang ngồi hát vu vơ, vẻ mặt ngây thơ, giả vờ không nghe máy.
hay quả cân. Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi cả lớp, các em có biết tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam không? Cô Tí giơ tay nói, dạ thưa cô, vì con trai có hai quả cân níu lại ạ. Cô gái nghe xong trừng mắt nhìn Tí, bực mình lắm, nhưng cô vẫn hỏi tiếp, thế các em có biết tại sao ở tuổi trưởng thành con trai lại lớn hơn con gái không? Vẫn là Tí xung phong, dạ thưa cô, bởi vì lúc ấy hai quả cân của con gái mới lớn lên và nó nặng hơn hai quả cân của con trai ạ. Có một ông kỹ sư đi công tác xa bằng xe đạp, trời sắp tối mà đường còn xa. Ông ta bèn tìm nhà để ngủ trọ. Bên đường có một ngôi nhà nhỏ đèn sáng lờ mờ. Ông ta vào hỏi để xin ngủ nhờ. Trong nhà chỉ có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi tỏ vẻ ngại ngùng. Ông hiểu ý, liền bảo tôi là kỹ sư mà, chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị chủ nhà ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Đêm đó mỗi người ngủ một giường, hình như hai người đều thao thức không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau chị chủ nhà dậy sớm cho gà ăn. Ông kỹ sư cũng dậy, nhìn đàn gà và hỏi, ồ, nhà chị sao nuôi toàn gà trống mà to khỏe, mà có mỗi một con mái, những con gà trống chúng lại không đánh nhau nhỉ? Chị chủ nhà vội đáp, anh ạ, những con gà trống đó cũng toàn gà kỹ sư cả đấy. Một hôm, anh ta nhìn thấy một người đàn ông bước vào căn phòng của mình để ra oai. Ngay khi người đàn ông bước vào, anh ta liền nhấc dây điện thoại và nói một cách lưu loát, vừa nói vừa ra hiệu cho người đàn ông ngồi chờ. Không, tất nhiên là không thể được. Tên tội phạm đó nổi tiếng nguy hiểm ở New York và tôi không thể chấp nhận vụ này với giá ít hơn 2 triệu đô la. Thật sao? Tại sao tòa án tối cao lại có thể đưa ra phán quyết như thế cơ chứ? Được rồi, anh yên tâm đi. Vài ngày nữa, tôi sẽ đến gặp ông chủ của anh để bàn bạc chi tiết hơn về vấn đề này. Yên tâm đi nhá. Tôi quyết theo vụ này đến cùng. Rồi rồi, ok, ok. Đoạn anh ta gác máy và bước đến bắt tay người đàn ông nãy giờ đang ngồi chờ. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu như thế. Ngay mà ngài thấy đấy, tôi quả là rất bận rộn. À, mà ngài đến đây có việc gì vậy nhỉ? Người đàn ông trả lời, tôi là nhân viên bưu điện, đến để nối dây điện thoại cho anh thôi. Sau mấy tháng cưới nhau, anh chồng bực tức hỏi vợ, sao cái hồi chưa cưới bố em bảo em công dung ngôn hạnh có đủ hết, nhưng giờ cái gì em cũng không biết làm là sao? Em hỏi anh nhá, thế bố em làm nghề gì? Thì nghề quảng cáo. Thế anh có thấy quảng cáo nào mà người ta tin 100% không? Theo anh là không. Vậy anh còn thắc mắc làm gì? Chồng nói với vợ, cái gã mù mà em vừa cho tiền ấy, đúng là mù thật chứ không phải mù giả đâu. Vợ hỏi, sao anh biết? Chồng đáp, vì sau khi em đưa tiền thì hắn ta bảo, xin cảm ơn người đẹp. Một nhà phát minh nọ rất tài ba, gần đây đã sáng tạo ra loại xe thông minh. Nghe nói kết hợp từ chiếc xe tiên tiến nhất và một giống chó quý. Xe này chạy được trên đồng ruộng, trên đường đất. Nếu gặp chướng ngại vật, nó có thể đi vòng hoặc san bằng. Nó chỉ có một cái tật nho nhỏ là cứ gặp cột điện, thân cây hay bất cứ gì thẳng đứng thì dừng lại nhấc một chân sau lên. Thời kỳ đồ đá. Có một cặp vợ chồng đang sống trong thời kỳ đồ đá. Chồng nằm ngủ dưới bóng râm, người vợ lo lắng bảo, anh ngủ như thế coi chừng bị cảm đấy.
Chà, đúng thế, chồng lẩm bẩm. Vậy em đem cục đá bên kia đắp lên người anh đi. Thực đơn, một con thuyền nhỏ chở dân châu Á trôi dạt vào hòn đảo của bộ lạc ăn thịt người. Lát sau viên tù trưởng hỏi đầu bếp, tối nay ăn gì? Đầu bếp kính cẩn trả lời, cơm Tây ạ. Tù trưởng, sao cơ? Cơm Tây à? Đầu bếp đáp, dạ, cái thứ vàng vàng nấu lên rồi chấm với bánh mì đấy ạ. Tù trưởng đáp, chà chà, thì ra là cà ri. Thầy giáo Pro. Thầy giáo bước vào lớp, quần áo sộc sạch, mặt hầm hầm, cả lớp lo lắng. Vừa vào cửa lớp, thầy liền rút chiếc dép phải, ném bay vù xuống góc trái cuối lớp, cả lớp sợ sệt. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném, ném bay vèo xuống góc phải của lớp, cả lớp run sợ. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi, thế nào, các cô các cậu có sợ không hả? Dạ thưa thầy, sợ, sợ lắm ạ. Cả lớp đồng thanh. Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai đâu. Các em lấy giấy bút và vở ra, ta học bài mới. Đại chiến thế giới lần thứ hai.